Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Hôm nay là ngày mùng 8 tháng 6 2023. Chúng ta tiếp tục học tập một câu A Di Đà Phật niệm đến cùng, học đến tập 74. Mỗi buổi sáng chúng ta đều nghe một câu A Di Đà Phật niệm đến cùng. Đây là phương pháp mà gầy dựng cho chúng ta niệm Phật cả đời không thối tâm. Nhưng Đức Thường nói rằng mỗi buổi tối chuẩn bị đi ngủ, niệm Phật dỗ dắt mình ngủ. Nói rằng bất cứ lúc nào Đức Phật A Di Đà đến rước con đi theo Phật A Di Đà liền. Cứ lúc nào cũng trông chờ Phật A Di Đà đến rước. Rồi mỗi buổi sáng khi ngủ thức dậy, cố gắng ý niệm đầu tiên của chúng ta là nhớ A Di Đà Phật. Rồi đi rửa mặt, đánh răng gì cũng là trong lòng nhớ A Di Đà Phật. Cứ như vậy mà gầy dựng. Cả đời mình gầy dựng tín nguyện ngay câu Phật hiệu. Tất cả hàng Phật tử nhớ là mười mấy năm nay những đức niệm Phật. Người mà tu tịnh độ cùng một thờ rất đông. Và một thờ đó người mà bỏ môn tịnh độ cũng rất nhiều. Và 5-7 năm sau gặp lại, nhưng Đức hỏi họ niệm Phật đặc biệt như vậy vì sao không niệm Phật nữa. Đa phần đều một cái bệnh: không gầy dựng tín nguyện. Nhớ nghe quý vị, đa phần đều đúng một bệnh: không gầy dựng tín nguyện. Họ niệm Phật một thời gian vô vị, họ niệm Phật một thời gian khi không tín nguyện bị vô vị, thì lúc đó họ lại nghe những cái phương pháp tu này, phương pháp tu kia, phương pháp tu nọ, bắt đầu họ lao theo phương pháp. Vô chỗ nào cũng không được, bắt đầu nghe người ta nói cách khác ấy, tiếp tục lao theo cách khác. Thời gian sau cuối cùng nghỉ tu luôn. Bệnh này rất nguy hiểm. Nên tất cả chúng ta ngày nào cũng gầy dựng tín nguyện niệm Phật kiên cố. Và niệm giết rồi vì ta thấy câu Phật hiệu đặc biệt thù thắng. Mỗi ngày dùng cái miệng này thường xuyên nhép môi niệm Phật. Nhép môi niệm Phật là một phương pháp rất hay để duy trì niệm Phật lâu. Dùng tâm nhớ Phật mà miệng không động, rất dễ bỏ câu Phật hiệu. Nhớ nghe quý vị, rất dễ bỏ câu Phật hiệu. Thí dụ mình làm cái gì hay mình đang nghe pháp gì đi, A Di Đà Phật, 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 A Di Đà Phật,
Đây là những đứa nhép môi mà có cái hơ. Còn nếu như quý vị làm việc bình thường không cần phải nhép môi ra hơ mạnh gì đâu, chỉ cần động môi. Giống như mình không có động, nhưng mà thật sự mình đang động môi. Đây là phương pháp mà giữ được câu Phật hiệu niệm lâu. Mỗi người chúng ta niệm Phật cứ yên tâm, chỉ cần miệng quý vị niệm Phật là chắc chắn tâm quý vị sẽ nhớ Phật. Vì đừng bao giờ lo rằng là miệng con niệm Phật mà tâm con gông gũi nghĩ này nghĩ kia không thầy. Nếu như tâm không nhớ Phật làm sao miệng niệm Phật? Nhất định tâm nhớ Phật. Cái tâm kia của chúng ta nó nghĩ đầu này đầu kia nó gông gũi. Nhưng cái miệng của chúng ta lại không niệm những cái gông gũi đó, mà miệng chúng ta lại niệm Phật, mà tâm chúng ta nhớ Phật thì miệng mới niệm Phật. Chúng ta được hai vị trí kết hợp nên mình khỏi cần lo. Chỉ cần miệng quý vị niệm Phật chắc chắn là có tâm niệm Phật. Nhưng do cái tâm ban đầu của chúng ta quá vi tế nhỏ, nhớ Phật quá vi tế, nên những cái tâm khác nó cũng hiển lộ. Vì trong tâm chúng ta đầy đủ từ niệm Phật, vọng tưởng, nghĩ này nghĩ kia nghĩ nọ đầy nằm bên trong. Nên trong một lúc nó phát sinh ra rất nhiều thứ. Nên cái tâm nhớ Phật vi tế kia có khi bản thân chúng ta nghĩ tâm mình không nhớ Phật. Nếu như tâm mình không nhớ Phật làm sao miệng mình niệm Phật? Quý vị hãy kiểm nghiệm thật kỹ đi. Từ tâm nhớ Phật mà miệng mới niệm Phật. Thí dụ như bây giờ quý vị cầm viết, quý vị viết một dòng chữ gì, đều là ý nghĩ nghĩ rồi tai mới viết, đều là như vậy hết. Tất cả những cái gì chúng ta nói, chúng ta làm trong cuộc đời này từ tâm hiển lộ ra. Từ tâm nghĩ đến mới làm được. Nên mỗi một con người chúng ta dùng miệng niệm Phật mà nói không có tâm là không bao giờ. Có cái lý này. Cái nhăn niệm Phật là tâm nhớ Phật thì cái miệng mới niệm Phật. Nếu không có cái nhăn nhớ Phật, không có bao giờ có cái miệng niệm Phật. Quý vị nghĩ bây giờ nếu không có cái hạt giống làm sao có cái trái này? Chắc chắn là như vậy luôn. Nên quý vị niệm Phật bằng miệng, quý vị cứ yên tâm, chắc chắn là phải có tâm nhớ Phật. Chỉ cần miệng niệm Phật niệm lâu ngày, tự nhiên cái tâm nhớ Phật rộng lớn ra, quý vị thấy rõ ràng là tâm quý vị trực chỉ nhớ Phật. Chỉ cần bám chắc câu Phật hiệu niệm mà đừng đặt vấn đề nặng nề gì hết, đừng căng thẳng gì hết, cứ chân thật niệm Phật. Nhất là phương pháp bấm số niệm Phật này là tự tại nhất. Bây giờ cái miệng niệm một câu Phật hiệu bấm một số là chắc chắn là cái tâm phải nhớ, chắc chắn luôn. Nhưng mà niệm xong rồi cho qua, tiếp tục niệm khác, tiếp nói. Giống như từng ý niệm phát triển theo từng sát na. Ai với Đà Phật bấm, Ai với Đà Phật bấm, Ai với Đà Phật bấm, Ai với Đà Phật bấm. Bỏ chữ bấm, những đức nói chữ bấm là để nhắc quý vị thôi. Ai với Đà Phật, 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 Ai với Đà Phật. Nhớ. Rất là hay. Những đức cứ thường nhắc tất cả những người trong chùa mình, làm việc gì thì làm phải nhớ Phật niệm Phật. Vì niệm Phật một câu phước sanh vô lượng, lễ Phật một lễ tội diệt hà xá. Phương pháp niệm Phật, nhớ Phật niệm Phật là một phương pháp phước sanh vô lượng, duyên phước thù thắng, tiện bề nhất. Từng ý niệm của câu Phật hiệu cứ quay. Ai di đà Phật, Ai di đà Phật, hoặc là Ai di đà Phật, 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 Ai di đà Phật. Thì nhớ cái phương pháp niệm Phật này, khi bị làm việc gì mà căng thẳng, mệt mỏi, thần kinh thấy mệt mỏi bị nhớ, dùng phương pháp này nó rất dịu thần kinh. Hiếp mắt nhẹ nhẹ lại chút xíu, bắt đầu hít sâu một hơi. Ai di đà Phật, Ai di đà Phật, Ai di đà Phật, Ai di đà Phật, Ai di đà Phật,
nghĩa là rất nhẹ nhàng. Và có vật hiệu này niệm giống như nó đang dịu thần kinh vậy luôn. Giống như có vật hiệu đang niệm như vậy, giống như đang dịu thần kinh vậy luôn. Nếu như mỗi ngày mình áp dụng có vật hiệu thì thần kinh của mình rất nhẹ nhàng. Có nhiều người hỏi Nhân Đức: thầy mỗi ngày làm bao nhiêu việc rồi giảng pháp, mà thầy có bị nhức đầu hay không? Nhân Đức nói: ít bao giờ bị nhức đầu. Cũng có mà cực kỳ ít. Ít lắm. Vì tất cả những việc làm được rồi thì thôi, rồi tiếp tục cứ niệm Phật. Rồi gặp việc thì cứ làm thôi, rồi tiếp tục cứ niệm Phật. Quý vị biết rằng khi bị áp dụng có vật hiệu trong cuộc đời quý vị, và áp dụng có vật hiệu này để cầu giải thoát, thì trước nhất là trong cuộc đời hiện tại bị sống, mọi mặt rất tốt đẹp. Từ một có vật hiệu mà mọi mặt rất tốt đẹp, thù thắng lắm. Nên mỗi một người ngồi văn phòng hay bất cứ vị trí nào, chỉ cần niệm Phật là tâm dịu, mọi việc sẽ tốt đẹp. Nhớ cái câu dịu tâm thì mới tốt đẹp. Và niệm Phật là phương pháp để hóa giải cái tính khí nóng giận. Một con người tính khí nóng giận là cực kỳ nguy hiểm. Giống như sức nóng đó nó đốt cháy lục phủ ngũ tạng quý vị luôn, làm máu quý vị bị hư hoại, làm máu bị hư hoại. Một con người mà rất dễ sang hạn, người này dễ bị tai biến, cực kỳ dễ bị tai biến. Nên những con người sang hạn tính tình bực dọc, chữ bớ sùm, tức tối lên, quý vị biết rằng nó làm cho lục phủ ngũ tạng bị thiêu đốt, máu huyết bị hư, thần kinh quý vị càng ngày bị tổn thương. Tất cả những hệ thống thần kinh từ mắt miệng quý vị sẽ bị chấn động cực kỳ cao. Vì đấy, những người mà khi chúng ta tức lên một cái gì, cái miệng mình giống muốn méo qua bên, mắt mình giống như muốn trợn ngược lên, quý vị coi có không. Thí dụ như bị làm một việc gì, hay lại bị kinh doanh cái gì, tới tuần tính toán tiền bạc trả. Người ta làm công mình phải trả tiền thôi. Mà đa phần chúng ta bị cái bệnh là tiền khi ra nhiều quá là tự nhiên mình xót xa, bắt đầu nó sanh tâm bực dọc khó chịu. Có khi cả người tu đời đạo gì cũng có. Thường mà tiền vào thì mình vui lắm, nhưng mà tiền ra là mình dễ sân si khó chịu. Nhưng mình hãy suy nghĩ kỹ ra là đồng tiền này mình đưa ra là nó lợi ích mà. Dù mình tu trong chùa người ta cúng dường cho mình thì mình phải đưa tiền ra thôi. Có gì đâu mình sân si bực bội khó chịu. Còn hết tiền thì khỏi làm. Nhưng đa phần chúng ta bị cái bệnh, một là tới tháng trả lương, cộng sổ mà không thấy lời lớn gì, rồi bực dọc khó chịu trả tiền mà trong lòng không vui. Kiểu này thua quý vị. Làm ông chủ bà chủ kiểu này thua. Người ta làm cực khổ, ta được lãnh tiền, ta vui quá trời. Nên mình khi trả tiền cho người ta, mình cũng phải cực kỳ vui. Khi trả tiền mà mình còn niệm một câu ai với Đà Phật cho người ta nghe nữa chứ. Trong tài thí có pháp thí, người ta vui vẻ nên vô ý thí. Nên mình nên hỗ trợ cơ thể mình cho tốt đẹp, khỏe mạnh. Đừng nên dại khờ làm cho cơ thể bị hư hoại, bệnh trạng nặng nề, không có tốt đẹp gì hết. Nên một con người khi buồn giận ai để trong tâm là hại mình lớn vậy lắm. Một con người khi hận thù ai để trong tâm là phá sạch phước. Một đứa con nít từ khi còn nhỏ mà tính khí của nó hận thù thì đứa con nít này lớn lên khó thế nào thành đạt. Những đứa gặp rất nhiều đứa nhỏ từ khi còn nhỏ, bây giờ nó mang một cái nghiệp này quý vị, nên nhắc nhở con cháu quý vị. Từ khi còn nhỏ coi điện thoại học theo những tính xấu,
đó là thủ dâm, cực kỳ nguy hiểm. Một đứa bé này từ khi còn nhỏ thủ dâm là tất cả phước báo sự nghiệp đứa bé này tan tành hết. Cơ thể thì bị xấu đi và già, thân thể bệnh hoạn, đau đớn, nhức mỏi. Vì sao? Bệnh thủ dâm. Và người thủ dâm lâu ngày cơ thể rất là hôi hám, cơ thể dơ giấy hôi hám. Vì tinh khí thần con người đã sức ra hết, giết rồi người này sạch phước luôn. Nên con nít mới lớn lên mà hành thủ dâm thì cứ như sự nghiệp về sau không bao giờ có tương lai. Và đứa bé này nhất định chết yểu. Nếu như mỗi ngày nghe pháp, nghe nhân quả rồi niệm Phật, rồi lễ Phật, hoặc đi đến chùa mình để giữ khóa tu ở chùa để rèn luyện mình, để bỏ đi tập khí đó, thì tương lai về sau có cơ hội. Còn nếu như cứ duy trì cái tập khí đó là chắc chắn người này không bao giờ thành đạt được gì hết. Dù lúc còn nhỏ học rất giỏi, nhưng mà sau này phạm vào cái việc thủ dâm thì cứ như là đứa bé này dù có bằng cấp gì đi chăng nữa cũng thất nghiệp. Đi đầu này đi đầu nọ không ai tiếp nhận. Bạn bè tốt tránh xa, bạn bè xấu tiếp cận gần. Nên cái nghiệp thủ dâm đáng sợ lắm. Nên quý vị làm ông bà cha mẹ con cháu nên nhắc nhở những việc này. Vì việc này là việc mà hủy hoại một con người, hủy mạng, hoại huệ mạng, phá luôn thân tướng, phước báo bị tụt dốc. Nguy hiểm lắm quý vị, cực kỳ nguy hiểm luôn. Nên phương pháp niệm Phật là phương pháp có thể giúp cho chúng ta loại trừ tất cả những điều sai quấy. Chỉ cần kiên nhẫn niệm Phật. Nên Ấn Tổ ngày nói niệm Phật mới hồng tiêu túc nghiệp, niệm lâu dài sẽ chuyển được phàm tâm. Nên mỗi người chúng ta cứ bám chắc ngay câu Phật hiệu bị nhớ. Người tu tịnh độ bỏ cuộc đa phần là không gây dựng tín nguyện. Bây giờ chúng ta rất may mắn là mỗi ngày chúng ta nhắc nhau như vậy để gây dựng tín nguyện. Cả đời mình tu niệm Phật, cả đời niệm Phật, đi đứng làm ngồi niệm Phật, cả đời đi đứng làm ngồi cứ niệm Phật. Càng niệm Phật càng tốt. Quý vị cứ chân thật niệm Phật, dù hiện tại gia đình chưa được độ, nhưng quý vị cứ chân thật niệm Phật, sống vui vẻ, sống tự tại, sống cầu giải thoát, từ từ gia đình được độ. Còn nếu như quý vị thấy gia đình mình chưa chịu niệm Phật thì quý vị giảng sanh thì gia đình sẽ được độ. Phật Bồ Tát độ chúng sanh vô lượng kiếp, phàm phu muốn độ một đời khó lắm quý vị. Nên chúng ta phải kiên trì, mỗi ngày phải được ung đúc cái việc niệm Phật. Nung đúc cái việc niệm Phật này là việc cực kỳ quan trọng để cả đời tu tịnh độ không bỏ cuộc. Cả đời tu tịnh độ không bỏ cuộc, nhớ nghe. Nên tất cả người trong chùa hay Phật tử phải nhớ câu niệm Phật một câu phước sanh vô lượng, lễ Phật một lễ tội diệt hà sa. Trong tất cả phước báo công đức thì chỉ có niệm Phật là đứng đầu. Vì việc này dễ làm, vì coi như bố thí cúng dường đâu phải ai cũng làm được, xây chùa thờ tượng đúc chuông đâu phải ai cũng làm được, thuyết pháp cũng đâu phải ai cũng làm được, độ chúng cũng đâu phải ai cũng làm được. Có nhiều việc đó nhiều người làm không được, nhưng niệm Phật thì ai cũng niệm được. Niệm Phật thì dù làm việc cũng niệm Phật được, niệm Phật cũng không tốn tiền gì cả. Mọi người ta dạy mà niệm Phật thì rất là tiện, niệm Phật không mất thời gian gì bao nhiêu. Làm việc gì thì miệng cũng cứ niệm Phật. Niệm Phật là một phương pháp dưỡng khí thù thắng. Niệm Phật là một phương pháp để tích tụ nguồn năng lượng cực kỳ cao. Nên cái công đức niệm Phật cực kỳ lớn. Mà người tu tịnh độ mà bỏ cái môn niệm Phật này là từ ngay cái chỗ chạy theo sự huyền ảo, chạy theo mê tín mà bỏ tịnh độ. Nếu như quý vị là người niệm Phật mà cảm giác thù thắng rồi, câu Phật hiệu này bị niệm càng niệm càng chiên. Nhớ càng niệm Phật càng chiên, càng niệm càng chiên niệm, chứ không bao giờ quý vị tạp niệm.
càng niệm càng chuyên niệm, càng đi vào sâu sắc niệm Phật. Tại vì công đức niệm Phật quá thù thắng. Mình chính bản thân mình niệm Phật đã thấy rõ ràng lợi ích rồi, mình không bao giờ bỏ môn tịnh độ đó quý vị. Không bao giờ bỏ tịnh độ đâu. Người nào tu tịnh độ mà bỏ tịnh độ là đúng là hết thờ. Chính với môn tịnh độ này, những đứa áp dụng mười mấy năm nay lợi ích cực kỳ lớn cho hiện đời. Hiện đời thì được lợi ích thù thắng thôi, là nhân. Cuối đời là chắc chắn thù thắng là quả. Bây giờ vì tu một cái pháp mà hiện đời này vì tu mà không có kết quả gì hết. Dạy người cũng cực kỳ khó, vì tu một cái pháp mà không bao giờ dạy được người thân. Bây giờ mình đưa ra mình giới thiệu, mọi người cũng không áp dụng được. Không phù hợp vào thời điểm, thời gian, không phù hợp vào cái cuộc sống con người bây giờ. Nên pháp môn niệm Phật là pháp môn phù hợp vào cuộc sống bây giờ, phù hợp vào mỗi một hạng người, vì coi phải không? Nên vì sao gọi là pháp môn niệm Phật là pháp môn đại thù thắng? Và mười phương chư Phật dùng tướng lưỡi rộng dài để tán tán tịnh độ. Vì pháp môn tịnh độ là phù hợp vào tất cả căn tính mỗi một con người đang sống ở qua địa cầu này. Nhưng mà mình tu tịnh độ mình bỏ cuộc là ngay cái chỗ mình không gây dựng tính tâm tính nguyện kiên cố, mà mình chạy tới sự quyền ảo mê tín. Từ nơi đó mà cuối cùng mình bỏ tịnh độ, đúng là thiệt tình quá uổng. Người tu tịnh độ mà bỏ tịnh độ là cực kỳ uổng. Những đứa gặp bao nhiêu người đi một vòng 4-5 năm, quay lại họ gặp những đứa cũng chuyên niệm Phật. Có những người 2-3 năm gặp lại cũng niệm Phật, có những người 1 năm gặp lại cũng niệm Phật. Lúc nào những đứa cũng nói niệm Phật. Cả đời mình gây dựng như vậy, cứ nói niệm Phật, cứ là khuyên niệm Phật để gây dựng mình luôn. Ai không niệm mình cứ niệm, khuyên người là đang khuyên mình. Mình gây dựng tính nguyện mình cực kỳ kiên cố, cực kỳ kiên cố luôn. Tại vì mình biết được pháp môn tịnh độ là pháp môn đại thù thắng. Mình dạy gì mình bỏ tịnh độ quý vị. Không ai dạy gì đi bỏ tịnh độ, vì pháp môn tịnh độ là pháp môn dễ tu. Mà mình nắm chắc pháp môn tịnh độ, gây dựng tính nguyện mình niệm Phật. Mình tin con niệm Phật, Phật rước. Luôn luôn là con tin con niệm Phật, Phật rước. Luôn luôn là con tin con niệm Phật, Phật rước. Cứ như vậy mà niệm Phật là đạt kết quả thù thắng. Mình luôn luôn mình tin rằng mình niệm Phật là thù thắng, nên mình sẽ không bao giờ bỏ cuộc. Chính bản thân những đức này ở ngoài đời làm được gì mà bây giờ chỉ có niệm Phật, có làm bao nhiêu việc trong ngôi Tam Bảo luôn, lợi ích bao nhiêu cho chúng sanh. Rồi sắp sửa lễ viếng Bồ Tát Quán Thế Âm 4 ngày, vì lợi ích nhìn thấy những đức. Bản lãnh gì? Bản lãnh của những đức là niệm Phật. Quý vị nói giờ tôi không có bản lãnh gì hết vì niệm Phật được không? Được. Đây là đại bản lãnh. Nhớ, đây là đại bản lãnh. Niệm Phật là đại bản lãnh. Cứ niệm Phật đi. Nhiều người già bây giờ đi đến đây là cơ hội. Niệm Phật là đại bản lãnh để làm Phật. Niệm Phật để làm Phật, có khi vị làm bao nhiêu Phật sự mà chưa chắc vị làm Phật. Nhưng nếu vị chân thật niệm Phật, gây dựng tính nguyện kiên cố là niệm Phật để làm Phật. Phải tin chỗ này. Niệm Phật để làm Phật. Tin như vậy rồi thì cả đời mình sẽ gây dựng tính nguyện niệm có Phật hiện tới cùng. Đi đứng nằm ngồi, A Di Đà Phật, 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 A Di Đà Phật. Mọi người chúng ta đã được lợi ích rồi, dễ gì mình bỏ cuộc quý vị. Có một cái cô này lúc trước biết những đức, cô cũng niệm Phật. Sau này cô có chồng, cô có 2 đứa con. Cô nói bây giờ lo cho chồng, lo cho con không có thời gian niệm Phật thầy. Giết con lạc lẽo quá. Rồi con cầu này cầu kia cầu nọ, chứ con không niệm Phật nữa. Nhưng đức nói chỉ càng niệm Phật là tất cả sở cầu ở thế gian viên mãn. Chỉ càng gây dựng ngay câu Phật hiệu chân thật thì sở cầu thế gian sẽ thù thắng. Quý vị chỉ càng cầu sanh cực lạc thì tất cả cái cầu thế gian tự có. Duyên phước tự nó đến, còn không có duyên có phước thì mình cứ bình thường. Tại vì mình phải tin sâu nhân quả chứ à. Nên mỗi ngày mình cần phải gây dựng niệm Phật, niệm Phật, niệm Phật. Cứ chân thật niệm Phật đi, ai nói gì cứ niệm Phật. Ai nói quyền nói diệu gì cứ niệm Phật. Mình cứ niệm Phật. Niệm Phật là phương pháp thù thắng nhất. Mình niệm được, dạy người được. Gặp người đều dạy niệm Phật được. Một đứa con nít quý vị cũng dạy niệm Phật được. Nên phương pháp niệm Phật, niệm Phật là mười phương chư Phật. Dùng tướng lưỡi rộng dài để tán thán đúng. 100%. Nên mỗi người phải siêng năng niệm Phật, gây dựng tính nguyện cực kỳ kiên cố. Dù ai nói quyền diệu gì cũng không có nghe theo. Cứ nắm chắc câu Phật hiệu. Nói rằng căn cơ của con chỉ có niệm Phật mới thành tựu. Cứ luôn luôn nêu lên là căn cơ của con chỉ có niệm Phật mới thành tựu. Nhớ.
gây dựng được tín nguyện kiên cố rồi thì chắc chắn rằng cả đời niệm Phật. Mà cả đời mà nhớ Phật niệm Phật thì chắc chắn là cuối đời Phật đến rước 100%. Chúng ta đều hẹn gặp ở Tây Phương Cực Lạc quý vị. Chúc vị an lạc, A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ.